Ơi, kiếp hỏa phần sát nha, phải đập ngay nó ở đây. Cái này là tăng 2k9 điểm hỏa công này, 2937 này, 29 29 37. Ngay lập tức phải không thể hoãn cái sự sung sướng này, không bán nha, không bán. 29 37 là cái liên hoàn liệu nguyên nhá. Đây tôi sẽ đập vào đây. Ôi không thể hoãn cái sự sung sướng này anh em ơi. Đừng đập nhầm nhá. Đây rồi, một cây đỏ của tôi nhá này. Cao thị huyết nha, cao mãnh kích này, cao thống kích này, cao liên kích này, liệt hỏa chú này. Cái này ma lực nó không đỏ lắm nên nó tôi nhét nó ở dòng dưới. Đấy, anh em nhìn một dòng trên nó rất đỏ. Và bây giờ nó được nâng cấp lên một phát nữa này. Nó sẽ tọt vào đây nha anh em. Trời ơi không nhỏ cái sự sung sướng lại được. Cái này là bao nhiêu đây? 4k6 nha. 4 6 76. Đây. 29 lên tận 46 nha anh em. Nó khác biệt hoàn toàn đấy. Cho ta. Nhưng cái kiểu đánh của nó ấy, thì nó vẫn giống như cái liệt hỏa liệu nguyên thôi. Kiểu khác là cái hỏa nó tăng lên thôi. Ý nha. Kiếp hỏa phần sát. Trời ơi, không bán nhá. Đã vào mét rồi. Ok, bây giờ tiếp tục phân tích cái event này. Phân tích event nha anh em. Đây. 100% tử vong lệnh. Vẫn tỷ lệ như vậy, 100% tử vong lệnh này. Cái phỉ thúy tâm tinh này được 50 cái thì ra là chúng ta được là khoảng 50%. Cái con pet này thì là mình nãy được con, giờ được con. À, cái kết quả phần sát thì mình vừa cũng được nói rồi. Còn thẻ pet boss thì chơi được cái nào? Thẻ pet boss thì chắc nó phải nhiều nhiều chứ nó mới chơi mấy cái này thì chưa thể test được cái thẻ pet boss. Ok, còn đây chủ yếu là cái thống nhất lệnh bài này này. Cái thống nhất lệnh bài này thì anh em nhập nhanh một phát lên thì sẽ thấy rằng là nếu như mà đủ trùng ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng 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 tầm 10 13 m điểm tặng, 12 hoặc 13 m điểm tặng gì đấy là đủ đổi cái trùng ngoa, trùng ngoa hoặc là trùng 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 đới, trùng uyển tầm đấy. Thì nếu căn cứ theo cái tỷ lệ này, tất nhiên là đổi trùng thì nó dành cho đại gia thôi chứ anh em mình thì mong ước gì đúng không? Nhưng mà chúng ta nhập nhanh thì là sẽ đấy. Và đấy là số tổng thôi nhé. Còn nếu như mà chúng ta mà tính theo phương án ví dụ như cái này này, nó cũng được khá nhiều này ở trong shop này, thì nếu như chúng ta quy ra như này này là khoảng 500 một cái thì là cũng được nhiều phết đấy. Biết đâu lại lụm 2 3 cái thẻ pet boss thì cũng không biết được. Còn cái tử vong lệnh này gần như là nếu mà nó vì nó cố định rồi không bán được nên chúng ta cũng khó tính ra cái giá trị. Đấy, chứ còn đại gia thì nó là mắc luôn. Cho nên nếu như mình nhập nhanh cái này thì cứ tính cũng rất là khó. Như đôi khi như tính như cả khi mà lấy trùng được thì tính khoảng cỡ 3 4 m đây ví dụ vậy. Thì suy ra cái ngoa ấy nó cũng rơi vào khoảng khoảng đâu đó khoảng cỡ. Nếu tức là trừ đồ nhé thì nó khoảng gần là mình nghĩ là 6 7 m gì đấy khoảng khoảng đấy. Nhưng mà cái này thì mình không thể test được thêm nữa tại vì hết điểm tặng rồi. Nhưng mà cái này nó có thể nó sẽ xê dịch đấy, đôi khi nó không phải là 12 13 m điểm tặng đâu mà nó phải ghi được hơn một tí, hoặc nếu ông nào may biết đâu nó lại kém một tí. Đấy thì mình chơi event xưa nay thì mình vẫn test cho anh em xem thử đấy, thì là nó khoảng khoảng như vậy thì anh em test được ngay, mà anh em cũng có thể test được ngay. Nhưng mà đấy mình thường thường là mình vẫn test theo thang điểm là 10 10 10 như vậy, nó cũng tương đối là sát. Ok,